Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin thời tiết 12 giờ ngày 18 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, mưa vẫn tiếp tục hiện diện tại các tỉnh từ Quảng Bình cho đến là Phú Yên. Lượng mưa từ đêm qua đến sáng nay ở mức vừa, phổ biến từ 30 cho đến 50 mm. Tuy nhiên, do sự hoạt động yếu dần của hai yếu tố gây mưa là gió đông bắc và gió đông nên mưa sẽ giảm dần. Trong chiều tối và đêm nay, chỉ còn một vài nơi đạt lượng từ 15 cho đến là 30 mm. Do nhiều mây nên nhiệt trong ngày hôm nay và ngày mai ở mức từ 26 cho đến 28 độ. Vào trưa chiều, thời tiết tiếp tục mát mẻ và dễ chịu. Ở phía nam của đất nước, trong chiều tối và đêm nay, mưa vẫn xảy ra nhiều ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khả năng ngập úng tại các tuyến phố trũng thấp là rất cao, đồng thời bà con là cũng cần cảnh giác với hiện tượng là dông sét có thể xảy ra. Từ ngày mai, mưa có xu hướng là giảm hẳn, nền nhiệt trong những ngày tới không có quá nhiều biến đổi, phổ biến là dưới 33 độ ở các tỉnh Nam Bộ và từ 28 cho đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên. Trở ra với miền Bắc, thời tiết tại đây tiếp tục ổn định trong hôm nay và hai ngày tới. Sáng sớm và chiều tối có khả năng là xảy ra mưa nhỏ vài nơi, nhưng là không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của người dân. Hệ thống gió Đông Nam đang có xu hướng là suy yếu dần, nên ban ngày trời chuyển sang trạng thái là giảm mây và có nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng lên nhưng cao nhất vẫn không vượt quá là 31 độ. Quý vị và các bạn lưu ý, từ đêm 20 và sáng sớm ngày 21, các tỉnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của hệ thống không khí lạnh, nên trời nhiều mây, có mưa và nhiệt độ giảm dần. Và ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, với khu vực phía Tây Bắc Bộ, hai ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động dưới mức là 32 độ. Và ngày 21 thì nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông, nhiệt giảm dần, cao nhất từ 27 cho đến là 29 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, ngày 19 đến ngày 20, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 cho đến là 31 độ. Ngày 21, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông, nhiệt độ giảm khoảng 2 độ so với 2 ngày trước đó. Còn đối với các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phần phía Nam có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu trong đêm ngày 18 và ngày 19, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến là 23 độ và cao nhất là từ 28 cho đến là 31 độ. Chuyển xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, tiết trời mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến chỉ từ 27 cho đến là 29 độ. Từ ngày 20, mưa sẽ giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, cao nhất có thể chạm ngưỡng là 32 độ. Trở vào vùng cao Tây Nguyên, ngày 19 nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ vào thời điểm trưa chiều dao động từ 28 cho đến là 30 độ và hai ngày tiếp theo mưa giảm, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 1 độ. Chuyển xuống khu vực Nam Bộ, ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày 20 và ngày 21 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nền nhiệt độ không có nhiều biến đổi, cao nhất dao động từ 29 cho đến là 32 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày 19 đến ngày 20, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 29 cho đến là 31 độ. Và ngày 21, trời nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 2 độ so với những ngày trước đó. Chuyển sang những thông tin trên thời tiết biển, gió đông bắc trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục duy trì với cường độ phổ biến là cấp 5, trời ít mưa, tầm nhìn thoáng nên không gây cản trở cho các hoạt động hàng hải. Ngày 21, do ảnh hưởng không khí lạnh nên gió đông bắc có khả năng mạnh hơn. Riêng khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc cường độ khoảng cấp 4. Trong những ngày tới, mưa xảy ra ít, ở diện mưa vài nơi, thuận lợi hơn cho các hoạt động của tàu thuyền. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.